mình những sản phẩm của đám trẻ em rất tức giận đâu. Cậu chưa bây giờ. Bây giờ cậu chưa khảo con tới tầm, chiều con tới tầm. Bây rồi để xe đây đi vào kia mua đồ à, cắm chìa khóa luôn ghê ta. Wow, đầu tiên có gì vậy? Trời ơi quá kỳ cứng, đường phên, đường phèn, không có đường phèn, có đường phên. Này xe trả cả năm. Ai thằng, wow giá đủ, quá chưa. Trời ơi. Wow, wow, wow. Ai đi về à? Đánh nhỉ. Còn xe đấy bắt đầu gì? Cái gì mà không nó gì? Xe kia. Nó tao nó thế. Đi chưa nào. Nhà đây tụi nhóc à. Chúng tôi có thể sửa ổ khóa, cắt chìa khóa. Hai cắt chìa khóa là. Tôi đang có bán thẻ đấy, tôi xe máy. Nếu là cái xe máy mà chưa có thẻ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
我走了，我走了，我走了。